Xin chào các bạn, tôi là DJ Phát Biết, là CEO và founder của Học viện Mew DJ Academy. Một trong những lý do mà tôi sáng lập Học viện Mew DJ Academy với mong muốn là tạo ra được một môi trường và một sân chơi có thể là giúp cho các bạn đam mê về ngành DJ và những người đang trên đường chạm đến ước mơ của mình có một môi trường tốt hơn để học tập và làm việc. See you. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi khi được tham gia giảng dạy tại Mew DJ Academy là được chia sẻ kiến thức, kỹ năng và đam mê của một DJ, từ đó giúp các bạn có thể trở thành một DJ chuyên nghiệp. Chào bạn, mình là DJ Danny. Hiện tại mình đang là giảng viên tại Mew DJ Academy. Mình đảm nhiệm bộ môn Stretching. Niềm vui của mình là được chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết về bộ môn Stretching, từ đó giúp các bạn thực hiện được ước mơ trở thành một DJ Philip. Tôi là DJ Philip. Được tham gia giảng dạy tại Mew DJ Academy giúp tôi truyền ngọn lửa nhiệt huyết của mình đến với các bạn trẻ. Tôi rất vui khi được tham gia, đồng hành và dẫn lối cho các bạn thực hiện niềm khao khát của mình.